Hello, everybody, welcome to Health với cả tới. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health với cả tới. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với, sẽ đến với một con game đổi được giới tính nè. Ui, nhân vật nam đẹp hơn nha. Nhân vật nữ không đẹp lắm. Ok, một con game thể loại mới các bạn ơi. Wow, nhìn như hoàng tử luôn. Ôi, lãng tử kìa. Ôi. Không, đầu thì vẫn đẹp nhất. Ok, rồi cái đây là gì đây? À, màu tóc à. Như Naruto nhỉ. Nhưng mà thôi, đầu xanh rồi nè. Thôi, chắn đi. Rồi, khuôn mắt, đôi mắt à. Ôi, wow. Mắt nào đẹp ta? Mắt này đi, mắt này cha. Ok, chắc là đặt tên Việt Nam được đó. Ủa, rồi hiểu luôn, không đặt được tên Việt Nam các bạn à. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game mới ha, mới có 14 cái gì 11 server luôn. Ok, này thuộc thể loại chibi chibe nha. Đó, đầu vô là đánh với thần ma gì đây. Hai cái gì một cái đầu mà ta, rồi từ từ luôn. Ủa, đâu rồi ta? Cái đây. Rồi ở bên này đây. Đầu vô là nhận miễn phí. Ôi, 200 vé 648 tệ. Ôi. Một vé một cái skin cái gì không, danh hiệu no 1 hả, no 01 hả. Ôi, ok anh em à. Một con game đi ải à. Dòng này cũng hơi khó kén người chơi lắm nha. Ok, ở gì đây. Ôi, ta mới vừa đánh xong luôn, đậu thư chuyện thiệt chơi. Ôi kìa, cái gì đây. Nút lên à. Ủa, phải đâu. Làm sao để đi lên. Phải đứng dưới cọng dây hả. Không có đâu. Ôi, bổ ít. Ôi. Rồi vậy sao cứu được con đó đây. Ôi, rồi xong luôn. Skill hết bà đó rồi. Đó, ôi. Rồi, kỳ này là chúng ta sẽ có hú cưỡi đúng không. Giờ làm sao. Đó. Ok, đi thôi. Ủa. Ano. Wow. Đánh là sẽ mất cái con hú cưỡi. Còn đi bình thường là nó sẽ hiện con hú cưỡi ra. Đây, boss nè các bạn ơi. Ở loại chibi chibe. Auto luôn à. Ôi, sướng. Chơi game khỏe, về khỏe. Giờ vô chỉ để nhìn ngắm nó thôi chứ. Với cái xã hội nhộn nhịp bây giờ thì vô chơi game như vậy là ok nhất nè. Đó, có auto là ok. Rồi, đầu vô là phải chạy nhiệm vụ tân hữu hả. Game cũng đang update luôn nè. 57% rồi các bạn à. Ok, 57,85 hả? Ôi. Ủa, 87 hả? Rồi. Sao tới đây có nó đứng bà nữa rồi anh em? Kìa. Rồi, chịu khó chạy nhiệm vụ thôi. Chắc theo nghĩ tới mình đi test hết con game luôn. Game này nó cũng chưa update xong nữa quá. Ủa? Đừng có nói xong có bản rồi nha. Ủa. Kìa. Rồi đúng rồi luôn. Nó không có chạy nữa các bạn ơi. Update nó nghỉ rồi. Thôi kệ. Ủa, cái này là cái nhiệm vụ ngày. Giờ mình đã có hú cưỡi rồi. Wow. Hợp lý. Ôi, qua map mới rồi. Kiếm gì lẹ vậy bộ. Ôi, lên level 38 rồi hả. Kìa. Bạn gì ơi,
mình mới vô chưa biết gì hết lên level 38 rồi. Nhanh vậy. Vé nạp, vé tệ gì ta le học me nè các bạn ơi. Và mình được miễn phí free được một vé 600, một vé nạp 648 tệ nữa nha. Đó, phiên bản này là nạp giảm 99% nhưng mà vẫn cho vé 648 tệ nha các bạn ơi. Đó là tính trên, trừ trên cái vé có sẵn nha, chứ không phải là trừ trên cái vé khuyến mãi rồi nha các bạn ơi. Ok. Rồi rồi rồi. Ủa sao nó đánh chưa xong mà đậu phòng nữa. Ôi level 46 rồi. Ôi nhanh gớm nè. Cái gì đây? 100 mấy áo thôi. Ồ nó chưa update xong. À 58 phải 72 rồi hả? Ủa hình như 74 rồi. Rồi 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 hiểu rồi. Vậy cái này thì phải đợi cho nó update xong hả? Ôi em nghĩ nó update cũng lâu lắm nên là thôi kệ nó đi ha. Thể loại này ngày xưa là cũng mê lắm nè các bạn ơi. Đó, ôi. Rồi bây giờ vô đánh boss. Level 40 rồi. Ôi con boss heo rừng. Nhìn nhớ Gunny đó các bạn. Map cái gì đánh hổ dân gì đó. Ok. Ôi một bầy heo rừng. Ơ nhưng mà cái này sử dụng sao ta? Level 100 mới sử dụng được hả? Ôi. Game lạm phát level thế. Level tới 100 nó mới cho xài. Ai. Rồi, ơi, đúng rồi, khoan, khoan, từ từ. Auto can. Rồi, rồi xong luôn. Cái này nó không có tăng tốc các bạn ơi. Cái này nó không có tăng tốc rồi, chịu. Rồi, chạy nãy thì đây, heo để nãy giờ cho nó cập nhật, cho nó xong con game các bạn ơi, cho nó đỡ phải lắc một số thứ. Đó, boss thì nó chưa cập nhật nè ha. Rồi ở đây thì vé nạp đó. Nè bây giờ thì thấy được cái skin này nè. Đó. Ok, ôi. Nhìn ngầu quá ta. Nhìn ngầu mà đẹp ghê không? Đấy, game là phải như vậy chứ hồi nãy nó lót không được cái skin mà. Ôi, đây là con bét à. À đúng rồi, thấy cái mặt của nó rồi. Đây 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 đây. Ôi, không nhận ra nó luôn. Ở đây là chắc trang bị thôi. Ây dạ. Nhưng mà làm sao có được cái xu này ta? Xu này phải đi mua. Ôi, 6.000 mấy nè. Ở đây đây mua luôn. Chúng ta có vé nạp sẵn các bạn ơi. Đây game cho chúng ta nè. Một vé nạp 648 tệ. Nên là các bạn đi mua cái gói nào 648 tệ để tiết kiệm chi phí nha. Chứ mua tào lao là. Ôi có tích nạp luôn nè. Chứ mua tào lao là nó uổng tiền lắm đó nha các bạn ơi. Ok đây nhận quà. Đây nhận quà nữa. Rồi hai cái móc này lụm luôn. Vì cái này bỏ qua. Rồi chỗ nào là cái chỗ nhập code ta? Không nạp giảm còn 0.1. Đây VIP là chúng ta làm nhiệm vụ nó lên VIP nha bầu ơi. Ôi cuối cùng cũng đã ngẫm nghĩ ra được. Chán ghê. Rồi con boss này. Ôi một con boss mà 600 mấy. Mắc vậy. Đây hành kiếm ánh sáng. Hần binh nữa. Mua liền. Quyết định đầu tư cây hần binh. Ok. Ôi skin nè.
Đó, ôi. Cầm cái kiếm ra coi. Ở đây kiếm kiếm đất à. Ôi, kiếm sét nè. Kiếm điện nè. Kiếm cá nè. Kiếm cá rồi kiếm ăn gì đó. Ừ, bét nè. Ôi, skin nè bồ ơi. Ồ, thú cưỡi. Ôi, nhìn dễ thương, nhìn ngầu quá bồ ơi. Được. Hợp lý đi chơi. Ôi, có xe luôn nè. Ôi. Đẹp trai thế là cùng. Ok, còn này là danh hiệu. Đúng rồi, này cũng danh hiệu luôn. Wow, ôi. Full một set à. Ok, cái này là bay, còn cái này là cũng hợp lý đấy chứ. Wow, amazing. Ôi, thì ra cái ở đằng sau lưng của nó là cái cánh. Được đấy chứ. Không, cái bộ này xấu. Ôi. Ôi, bộ này cũng đẹp nè bồ ơi. Ok. Nhưng mà chúng ta phải chạy nhiệm vụ bạn à. Làm gì đây? Nâng cái này lên hả? Rồi. Xong rồi mở được VIP 1. Ồ. Chen là ra VIP nha. VIP là không cần phải nạp tiền nha các bạn ơi. VIP là chúng ta chen là nó sẽ ra full nha. Cái gì đây? Đi đánh phó bản hả? Ủa, thanh kiếm kia đâu? Ok, bạn ơi, hồi nãy mình mới mua được thanh kiếm mà nó không cho xài. Ơi, đi mua thêm cái không, cái này là VIP rồi. Cái con ở đằng sau nữa đi. Đâu rồi? 1000 mấy hả? Mua luôn. Cánh, cái này là cánh. Ủa, nhưng mà nó chưa mở cái cánh ra. Cũng như không. Gì đây? Wow, quà hả gì nè? Chắc quà nạp quá. Trời ơi. Nhưng mà game này thì nhận quà nhận ở đâu ta? Gói quà. Cái này là thấy không phải rồi đó. Đây, cài đặt AD. Đây, thấy chỗ nhập code rồi nè em ơi. Game mới thuộc thể loại chibi, cho anh em nào yêu thích chibi vô trải nghiệm nha các bạn ơi. Game theo kiểu ngày xưa ha. Hay là bản mới bây giờ thì heo không rõ, tại vì con này hồi đó giờ cũng chưa chơi luôn. Đó là heo xác định nó là một con game mới đối với kênh chúng ta nha. Ok, còn cái này còn quay tướng đồ được nữa hả ta? Quay bét đồ nữa nè. Có thể dấu chân nè. Rồi ngọc xanh, ngọc đỏ nè. Earth VIP 6 cũng rồi, vé quay. Nhưng mà chắc cũng còn lâu lắm nó mới lên được level tiếp quá. Ui, vậy là ở đây chắc nó phi cho được cái bộ này hả ta? Cái gì nó để cái bộ này đây chi trời? Ok. Khi nào mới mở cái cánh ta? Skin hú cưỡi thì mình không có luôn. Đi quay hú cưỡi, đi quay thì cũng chưa biết là quay ở đâu luôn. Rồi, qua một thành phố mới nữa rồi bầu ơi. Ôi, ở đâu có Quang Vũ đây nữa nè. Rồi. Nè, đây nè, ôi. Nhận skin ra được Quang Vũ luôn. Gì đây? Tổ đội hả? Ok.
chịu khó chạy nhiệm vụ nha các bạn ơi. Chơi game này thì ủa gì đây? Sách hả? Sách chúng ta chưa cần nữa là thôi. Cái gì đây? Ủa, hồi nãy giờ chạy biết bao nhiêu cái nhiệm vụ rồi, có phải một cái đâu. Ờ hay, mới mua thanh kiếm luôn là bây giờ không biết là thanh kiếm nó nằm ở đâu luôn á. Trời ơi. Skin như là đây. Hình như là đây. Đây. Ủa nãy mình nhớ mình có mở. Ok, rồi bây giờ đã chọn được thanh kiếm rồi đó. Hú cưỡi chưa chọn các bạn ơi. Ờ hú cưỡi chọn rồi. Nhưng mà cánh thì chưa mở. Ôi, lúc đầu lên level thấy nhanh mà bây giờ lên level thấy bắt đầu nó chậm rồi nè. Hướng tưởng nó cho. Ôi, rất đông anh em chơi nha các bạn ơi. Ta tưởng nó có một mình nhưng mà đông người chơi nha. Ủa vậy là xong rồi đó hả? Ủa, ải gì dễ vậy trời. Trời ơi. À, 68 mới được đi lên ải nữa. Không biết chừng nào mới mở được con thú hú cưỡi mới đây. Có lộn cái gì, cái cánh đây. Thú cưỡi mới thì nó nằm ở đâu đây nè. Đây. Đây 6.000 mấy. 6.000 mấy thì mình không đủ. Ừ đúng rồi, có vé nạp nhưng mà phải level 100 mới cắn được. Cũng như không. Lên level 100 là cũng cả một cái vấn đề đấy. Rồi anh em nào có chơi thì có thể tải về và vào trải nghiệm nha. Theo thấy là nó cũng nè, giống thời ăn lông ở lỗ nè, thời kỳ đồ đá nè các bạn ơi. Đó. Thổ dân đồ này nọ ha. Nhưng mà nó giống một số con game gì cũng đi ải chạy vòng vòng vậy nè. Dạo này ấy cũng có một số bên đã mở cái đó rất là nhiều luôn. Cái game mà giống cái thời ngày xưa các bạn chơi chạy màn hình ngang vậy nè, đánh theo ải từ bên này qua bên này xong mà leo lên cũng giống như vậy nè, mà dạng anime đồ đó, Naruto đồ đó. Cái này là VIP thì phải đây, cái này VIP thì làm nhiệm vụ là lên full. Đây bây giờ lên VIP 2. Ok, để đi kiếm cái ải nào đó đánh cho nó vui chứ. Đúng rồi, đi đánh mấy cái hố bảng này nè cho nó vui đó. Đấy, trời ơi, cầm cái vũ khí mới đam nó mới to bạn à. Đó. Nhưng mà con này cũng yếu máu quá. Dù sao có trang bị là cũng thấy vui rồi. Okay. Ủa, nó hơi bị delay anh em thông cảm nha. Rồi luôn. Sáu mươi tám, 72. Ôi vậy còn lâu lắm chúng ta mới cắn được cái vé tệ đó. Coi vòng vòng ở đây coi. Ôi 25.000 để mà quay vòng quay này. Ôi có cái giá trị gì mà mắc thế. Bộ đồ, thanh kiếm, cuốn sách. Ok. Mà cái này về nạp giảm là bao nhiêu ta? 106 còn lại. Ôi. Mà cái gói này là 1.000 gì 19.800 tệ. Ôi. Rồi, em xin. Thấy cái số thì thấy quải thiệt chứ. Ok. Ơ nhưng mà chưa biết là quay bet ở đâu luôn á anh em ơi.
này thì mở ra không được. Đây có vé quay bét. Ôi level 80 mấy ông à. Với cái tình trạng này thì chạy ải 80 cũng hơi bị lâu à. Rồi, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thì cố gắng chạy đi. Đó, lên 68, 78 là chúng ta lên được VIP 3 rồi các bạn ha. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn.